Đúng rồi, thì Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm 2022, ngày 15 tháng giêng năm 2022. Đồ gỗ Thành Luân rất vinh dự được đón tiếp chú Thủy đến từ thành phố Thanh Hóa. Hôm nay chú có dịp về cơ sở đồ gỗ Thành Luân để ký nhận và mua một chiếc đồng hồ bằng gỗ mun, máy cưa của Đức, hàng siêu khủng, siêu đỉnh cao, mang thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân. Hôm nay tôi là rất vinh dự được đón tiếp chú. Hôm nay là chúng tôi đang quay đoạn video clip này tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và đây là cây đồng hồ đỉnh cao nhất của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, mà chú Thủy đã xem qua mạng xã hội và chú đã đến với cơ sở Thành Luân và chú chốt lấy bộ. Vâng, và dạ vâng, cháu chấp nhận là đồng hồ ở đây là đẹp mà đúng chất lượng, mà đúng tiêu chuẩn của mun Hoa Lào. Dạ vâng, cháu trân trọng cảm ơn. Đấy, chú. Cả Nam Định, rồi từ Sơn Bắc Ninh, rồi Hoài Đức, đấy, La Xuyên, đi hết đấy, nhưng mà chấp nhận là đồng hồ của Thành Luân là chốt. Ok, mở đầu xuân năm mới ra lọc luôn. Dạ, cháu cảm ơn chú, trân trọng cảm ơn chú. Đầu xuân năm mới, cháu cũng thay mặt Thành Luân xin kính chúc chú sức khỏe và hạnh phúc, và luôn luôn tràn đầy năng lượng để gặt hái được nhiều thành quả. Thì rồi, cho cháu xin một chút cảm nhận nữa về cái sản phẩm, cái cây đồng hồ mà bây giờ hiện tại chú đang là chủ nhân mới của cây đồng hồ này, về đường nét chi tiết, về chất lượng của sản phẩm nữa không ạ? Thì là quá đẹp rồi, luột to chắc mà hoa đều đẹp. Đấy, cho nói chung là đi khắp thì đúng không cái nào bằng cái này cả. Đấy, cho nên chốt mai đem vào Thanh Hóa. Dạ vâng ạ. Thì nha. Vâng, rồi ok. Ngày mai ngày 16 tháng 9 rồi, thì cháu sẽ là người đích thân để đi bàn giao cho chú cây đồng hồ. Rồi, rồi. Để chú mai cháu lưu lại một chút ảnh kỷ niệm. Vâng. Rồi, thì, nha, mai vào chú cháu. Dạ vâng ạ. Ok. Vâng, thì thay mặt Thành Luân xin trân trọng cảm ơn chú. Và một lần nữa xin kính chúc chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn tràn đầy năng lượng. Rồi, cùng chúc cơ sở Thành Luân làm ăn tiến tới trong năm nay và được nhiều sản phẩm đẹp hơn nữa. Dạ, để phục vụ thị trường đồng hồ mun Lào cho nó đẹp. Dạ. Thôi cảm ơn. Dạ, cháu trân trọng cảm ơn chú. Thì cháu xin trân trọng chú, mời chú ký cho cháu cây đồng hồ rồi, để rồi, mai cháu mang vào cho chú. Dạ, đây siêu phẩm mang thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân, và bây giờ mời chú Thủy ký. Ký nhận. Đó, và đây đầu xuân năm mới thì chúng tôi vẫn còn cây mai đây. Trong cảnh của mùa xuân, ở đây là vẫn còn một cây đồng hồ nữa. Đấy, và cây đồng hồ gỗ hương, gỗ mun chúng tôi lúc nào cũng vẫn có rất nhiều. Đấy, đầu xuân năm mới một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chú và gia đình, và xin kính chúc chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và Thành Luân xin được tạm dừng cái video clip tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại khách trong những video clip tiếp theo.